Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 16. Ở cuối tập trước, sau khi 12 thủy tổ sao, nghe tới thân phận còn không nhỏ. Như vậy, từ nay về sau ta đó là tiên ma cổ giới 12 thủy tổ chi nhất 8 phần. Tiên ma lão tổ ánh mắt khôi phục bình tĩnh, nói đó là chậm rãi mở miệng. Từ giờ khắc này khởi, điên cuồng ánh mắt hoàn toàn từ tiên ma lão tổ trên người biến mất, thay thế đó là giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, Tiêu Viêm cơ bản tuyên cáo đoạt xá thành công. Nhắm mắt lại, rằng co một chút lúc sau, tiên ma lão tổ chậm rãi mở hai mắt, hít sâu một ngụm không khí, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mười thành. Đoạt xá thành công. Tiêu Viêm bản tôn mở hai mắt, tới gần tiên ma phân thân, hắn lấy ra chính mình áo đen, đem tiên ma phân thân trang điểm một phen, đem hỗn độn đầu tóc chải vuốt một chút sau. Chủ yếu là khí chất thượng thay đổi, trong lúc nhất thời, tiên ma lão tổ này phúc giữ tượng khuôn mặt, thoạt nhìn cũng nháy mắt thuận mắt rất nhiều. Tiêu Viêm lập tức đối với nữ võ thần ôm quyền chắp tay, cung kính nói, đa tạ nữ võ thần tiền bối tương trợ. Nữ võ thần ánh mắt còn dừng lại ở tiên ma lão tổ khối này thân thể thượng, trong lúc nhất thời nàng còn không có tiếp thu lại đây. Nhìn tiên ma lão tổ khối này thân thể cùng Tiêu Viêm đồng dạng ánh mắt sau, đi qua thật lâu sau, trong mắt chiến ý mới là dần dần bình ổn. Không thể tưởng tượng, thế nhưng bị một cái năm sao đấu thần cấp đoạt xá, còn tiên ma lão tổ, nếu là truyền tới tiên ma cổ giới, phòng trưng liền tính này chết, cũng sẽ nguyền rủa với hắn, mất hết thể diện. Nữ võ thần không tức giận nói, Tiêu Viêm cười khổ, cũng không biết nàng là đang mắng hắn nhược, vẫn là đang mắng tiên ma lão tổ nhược, nói ngắn lại, hai bên cùng nhau đắc tội đi. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, có thể đồng thời đắc tội hai người, này nhất định là cái nói chuyện cao thủ. Ngươi cảm thấy này phúc thân hình như thế nào? Nữ võ thần tò mò hỏi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đó là trả lời nói, thân thể rất cường đại, bất quá trong cơ thể còn lại là trước mắt vết thương. Trong cơ thể sở hữu kinh mạch bị hủy, hơn nữa nguyên khí hải cũng không có, lại nói tiếp chỉ là một khối đơn thuần cường đại thân thể. Tiêu Viêm có chút thất vọng, vốn tưởng rằng này tiên ma lão tổ hẳn là rất cường đại, đoạt xa hắn thậm chí có hy vọng đạt tới bất hủ, không ngờ tới. Tiên ma lão tổ sở dĩ hung hãn, chính là hắn ở lâu dài 5 tháng hấp thu diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực vì mình dùng, đến nỗi trong cơ thể còn lại là một đoàn loạn tao. Chỉ này thân thể, ở thần hy giữa, cũng là khó có địch nổi. Nữ võ thần nói, nàng trải qua một hồi cùng tiên ma lão tổ liều chết một trận chiến, người sau lực lượng khủng bố đến làm nàng giận sôi, cường đại đến một quyền liền có thể đem nàng hoàn toàn oanh sát. Đích xác rất mạnh, nhưng hắn căn cơ bị hủy, khối này thân thể cơ bản hoàn toàn báo hỏng, trong cơ thể kinh mạch cùng nguyên khí hải còn lại là căn bản không có khả năng lại chữa trị. Phía trước cùng các ngươi một trận chiến, hắn bộc phát ra chính mình tích lũy toàn bộ lực lượng, ta đoạt xá lúc sau mới phát hiện, chỉ cần các ngươi còn có thể kiên trì một chút, bại trận liền sẽ là hắn. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiển nhiên tiên ma lão tổ mới vừa rồi như vậy vô địch chi tư, có vài phần là ở cố ý làm điều, kỳ thật chính hắn cũng muốn đạt tới cực hạn. Nữ võ thần hơi hơi trầm ngâm, sự thật làm nàng có chút hoảng sợ. Đương nhiên, nhất thất vọng đó là Tiêu Viêm, tiên ma lão tổ khối này phân thân. Vốn tưởng rằng nhặt được bảo, mặc dù không bằng nguyên thần, ít nhất cũng có thể có được nhất định chiến lực. Nhưng trước mắt xem ra, khối này phân thân, không chỉ có thời gian rất lâu nội không thể chiến đấu, hơn nữa Tiêu Viêm còn cần tiêu phí cực đại tâm thần đối này thân thể tiến hành chữa trị. Đương nhiên, tiên ma lão tổ căn cơ không tồi, mấu chốt nhất chính là, hắn vận dụng diệt hư thiên lôi rèn thể. Đồng thời cũng làm khối này thân thể cùng diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực có cực cao phù hợp độ. Vô luận như thế nào, giải quyết tiên ma cổ giới cuối cùng dư nghiệt cũng coi như vì thần hy giải quyết một cái vấn đề nhỏ, chỉ tiếc. Lôi bách thế nhưng chết trận tại đây, nữ võ thần lẩm bẩm nói, nhưng trong mắt lại không có quá nhiều cảm xúc dao động, tựa hồ đối với nàng mà nói. Vô luận là nàng chính mình sinh tử vẫn là người khác sinh tử, nàng đều xem thập phần đạm bạc. Lôi bách tiền bối, ngài còn muốn ở lôi tương hạ đãi bao lâu? Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên cúi đầu hướng tới phía dưới nhìn qua đi, nói xong, một đạo thân ảnh cùng với tiếng cười từ lôi tương giữa lao ra. Ngươi không chết. Nữ võ thần khiếp sợ, cùng lúc đó, Trảm Linh Thật Lôi cũng là lực hướng về phía này đạo thân ảnh, dung hợp vào thân thể hắn giữa. Đa tạ, tôn thượng cứu giúp. Lôi Bách xuất hiện ở nữ võ thần cùng Tiêu Viêm trước mặt, hắn dẫn đầu đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Nữ võ thần kẹp ở bên trong vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây Lôi Bách lời nói. Đa tạ cái gì? Tôn thượng. Nữ võ thần ngây ngẩn cả người, Lôi Bách nhìn về phía nàng. Không sai, ngươi trước mắt hắn chính là tôn thượng chuyển thế. Ngươi nhất sùng bái người chuyển thế, hắn chính là tôn thượng. Lôi Bách chậm rãi nói, nữ võ thần nghe vậy mày liễu hơi hơi một trọn, khó có thể tin nhìn Lôi Bách, rồi sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Tôn thượng mới năm sao đấu thần. Ngươi nếu lại nói bừa, ta thật diệt ngươi. Nữ võ thần phẫn nộ trừng mắt Lôi Bách đó là quát lớn. Nhị vị, dung ta nói một câu. Tiêu Viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Nữ võ thần cùng Lôi Bách đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ hai tiếng sau mới nói, năm sao đấu thần thật sự thực nhược sao? Tiêu Viêm vấn đề này vừa ra, tức khắc lệnh hai người mày nhăn lại,
Lôi Bách cùng nữ võ thần nhìn về phía Tiêu Viêm, trong miệng một lời nói, không yếu sao? Tiêu Viêm cứng họng. Như lần này nếu không phải Tôn Thượng ra tay, chỉ sợ ta chờ chết trận đều giải quyết không được này Tiên Ma lão tổ. Tuy rằng chỉ là một cái nhỏ yếu năm sao đấu thần, bất quá toàn bộ cục diện vẫn là bị Tôn Thượng sở đắn đo. Lôi Bách chắp tay ôm quyền, cười nói. Hơn nữa Lôi Bách càng là rõ ràng, nếu là Tiêu Viêm không ra tay cứu hắn, hắn hiện giờ đã ngã xuống, này mệnh cũng là Tiêu Viêm cấp cứu. Nhị vị tiền bối nói quá lời, nếu không có các ngươi tương trợ, ta lại có thể nào thành công đoạt xá với hắn. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, Tôn Thượng thân phận rất lớn, nhưng Tiêu Viêm như cũ này đây chính mình thân phận đại nhân. Lấy thân phận của hắn, hắn bổn có thể cao cao tại thượng, bất quá dù cho tất cả mọi người tôn kính hắn, tôn kính cũng là Tôn Thượng, đều không phải là hắn, không phải Tiêu Viêm. Cho nên hắn muốn lấy Tiêu Viêm thân phận đi ở chung, còn nếu không phải Tôn Thượng, là Tiêu Viêm, như vậy hắn chính là vãn bối. Giải quyết rớt liền hảo, nếu không Tiên Ma cổ giới người vẫn luôn tại đây, cũng là thần hy một đại tai họa ngầm. Lôi Bách gật gật đầu nói, nữ võ thần còn ở vẻ mặt kinh ngạc giữa. Thật lâu sau mới nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, ngươi thật là Tôn Thượng chuyển thế. Tiêu Viêm dừng một chút, nhìn nữ võ thần ngưng trọng nghiêm túc ánh mắt, nếu là nói láo, phòng trường hôm nay sẽ bị trực tiếp tể ở chỗ này, ít nhất nữ võ thần ánh mắt chính là nói như vậy. Hẳn là đi, bất quá nữ võ thần tiền bối không cần để ý, ta chỉ là chuyển thế, Tôn Thượng là ta kiếp trước, cùng ta liên hệ cũng không lớn. Tiêu Viêm cười khổ nói, nữ võ thần tức khắc hít hà một hơi. Sao có thể? Nàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nữ võ thần tiền bối đây là ý gì? Tiêu Viêm khó hiểu. Nữ võ thần ánh mắt dần dần điên cuồng, Tiêu Viêm cùng Lôi Bách nhìn đã mất khống chế nữ võ thần, nàng ôm đầu tê khiếu, sao có thể? Tiêu Viêm cùng Lôi Bách đầy mặt viết dấu chấm hỏi, nữ võ thần tiếp theo gào giống nói. Tôn Thượng, sao có thể như vậy nhược? Tê tâm liệt phế tiếng hô truyền đầy ra tới, một bên Tiêu Viêm cả người đều cảm giác không hảo, lúc ấy chính là cái này biểu tình. Một bên Lôi Bách đó là cười ha ha, nguyên bản áp lực không khí như vậy tiêu tán, Tiêu Viêm là Tôn Thượng sự thật bị Lôi Bách nói ra sau. Đánh vỡ nữ võ thần đối Tôn Thượng ảo tưởng, cái này làm cho nàng thật lâu không thể tiếp thu. Rồi sau đó Tiêu Viêm đó là đem ánh mắt nhìn về phía Diệt Hư Thiên Lôi, dựa theo Diệt Hư Thiên Lôi lời nói, lấy hắn bản tôn lực lượng cơ thể. Căn bản không có biện pháp thừa nhận trụ nó lực lượng, chỉ có Tiên Ma lão tổ khối này thân thể mới có thể thừa nhận trụ Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng. Tiên Ma lão tổ khối này thân thể, tuy rằng trước mắt vết thương, nhưng căn cơ kiến ở, nếu Tiêu Viêm dùng đan dược tiến hành chữa trị điều dưỡng, có thể đạt được Diệt Hư Thiên Lôi, như vậy cường độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuy rằng không tôn không thể có được, bất quá nắn mệnh chi thuật có thể cho phân thân cùng bản tôn dung hợp. Cho nên Tiên Ma phân thân có thể có được Diệt Hư Thiên Lôi, cũng cùng cấp với Tiêu Viêm bản thân sở hữu. Một khối có được Diệt Hư Thiên Lôi Tiên Ma phân thân, nếu là thi triển nắn mệnh phương pháp, cùng bản tôn dung hợp sau, Tiêu Viêm thân thể lực lượng liền đem đại đại siêu việt nguyên khí thực lực, ở cường đại thân thể thêm vào hạ, Tiêu Viêm sức chiến đấu cũng đem tăng lên tới khủng bố trình tự. Ở Tiêu Viêm đem Tiên Ma lão tổ đoạt xá lúc sau, hắn cũng là có chút khó hiểu, bởi vì Tiên Ma lão tổ khối này thân thể có thể nói là vỡ nát, tuy rằng không biết Lôi Bách cùng nữ võ thần hai người đến tục cùng là cái gì cảnh giới cường giả. Đối mặt Tiên Ma lão tổ thế nhưng sẽ không có chút nào chống cự chi lực, bất quá Tiêu Viêm thực mau liền ở Tiên Ma lão tổ trong cơ thể phát hiện manh mối. Sở dĩ Tiên Ma lão tổ như thế cường đại, chính là bởi vì hắn tại đây muôn đời năm tháng giữa hấp thu Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng. Như vậy lôi đình chi lực chứa đựng ở trong thân thể hắn, mà hắn chờ chính là có người tới đây, đưa bọn họ luyện chế thành con rối, chỉ cần có thể đi ra nơi này, hắn liền có sinh hy vọng. Không chỉ có như thế, Tiên Ma lão tổ tất nhiên cùng Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân Tịch Long trải qua một hồi đại chiến, ở muôn đời năm tháng trước, hắn cũng từng là một người bất hủ. Ở cùng Lôi Bách cùng nữ võ thần trong chiến đấu, hắn nhìn như bá đạo, kỳ thật đã đem chính mình sở hữu giữ lại dốc túi kéo ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lôi Bách cùng nữ võ thần không địch lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Tiên Ma lão tổ cũng chưa từng nghĩ đến. Chính mình thế nhưng ở mấy cái hắn đã từng hoàn toàn không có khả năng để mắt tiểu bối trong tay tài nồi. Đương nhiên, Tiên Ma lão tổ linh hồn cũng không có bị tiêu diệt, chỉ là bị Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh bài trừ thân thể giữa. Mà Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị tốt chín mục thần hồ, linh hồn của hắn bị bài trừ tới một cái chớp mắt, đã bị chín mục thần hồ nuốt nạp. Tiêu Viêm vẫn chưa sốt ruột đi dò hỏi Diệt Hư Thiên Lôi, mà là ngồi xếp bằng xuống dưới, bản tôn lấy ra vô số chữa thương đan dược. Vô luận là cao phẩm giai vẫn là thấp phẩm giai, lung tung một hồi, mấy trăm cái đan dược trực tiếp để vào Tiên Ma phân thân trong miệng. Tiên Ma phân thân thân thể tuy rằng rất mạnh, nhưng hiện tại trạng thái quả thực quá kém. Liên tính muốn hấp thu Diệt Hư Thiên Lôi, ít nhất cũng muốn đối thân thể tiến hành một phen khôi phục sau, lại làm tính toán. Lôi Bách cùng nữ võ thần đã ngồi xếp bằng ở giữa không trung, khôi phục thương thế, nữ võ thần cũng không dựa vào ngoại vật tăng lên, hoàn toàn dựa vào chính mình hơi thở điều dưỡng. Mà Lôi Bách quanh mình, hắc lôi lập lòe, phía dưới là một mảnh lôi tương, nơi này chính là luyện thể tuyệt hảo nơi, Lôi Bách tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này đây cùng Tiên Ma lão tổ chiến đấu, đối với Lôi Bách cùng nữ võ thần hai người
đả kích đều rất lớn, làm cho bọn họ càng thêm minh bạch, mặc dù là một cái ngã xuống cảnh giới bất hủ, dùng cận tồn bất hủ chi lực. Đó là đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy, nếu không phải Tiêu Viêm, bọn họ thiếu chút nữa liền thật sự thua tại nơi này. Nhưng có tương đối, mới làm cho bọn họ tâm thần càng thêm chấn động, đối với bất hủ chi cảnh cũng càng thêm hướng tới. Tiên ma phân thân khôi phục hết sức, Tiêu Viêm bản tôn cũng không có nhàn rỗi, nơi này tràn ngập cường đại lôi đình chi lực, càng là tới gần phía dưới lôi tương, lôi đình chi lực càng là cường hãn. Hiện giờ Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải đã đi tới bảy muôn phương, nhìn phía dưới lôi tương, Tiêu Viêm ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Lôi Bách trực tiếp ngồi xếp bằng ở lôi tương giữa, Tiêu Viêm cũng là dứt khoát kiên quyết lực vào lôi tương giữa ngồi xếp bằng lên. Lôi tương là từ diệt hư thiên lôi đình chi lực hội tụ mà thành. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì nơi này đã tồn tại vạn năm duyên cớ, lôi tương giữa sở ẩn chứa lôi đình chi lực cực kỳ tinh thuần. Lôi Bách cũng là cảm động khiếp sợ, hắn đó là điên cuồng bắt đầu hấp thu này bàng bạc lôi đình chi lực, như nguyên khí giống nhau. Mặc dù Lôi Bách có được Trảm Linh Thật Lôi, nhưng hắn thân thể còn không có đi đến cuối, tương lai lộ còn rất xa. Lôi Bách biết được, chính mình muốn đột phá đến bất hủ, lấy hắn hiện tại thân thể lực lượng, còn kém xa, bởi vậy hắn không hề cố kỵ, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Lôi tương bên trong hắn phát ra thống khổ gào giống thanh, như vậy gầm rú thực mau ở một khác sườn cũng là truyền đẩy ra tới. Đối với Tiêu Viêm tới nói, dám lấy bản tôn thân thể lực lượng hoàn toàn đi vào lôi tương giữa, đó là đã vượt qua thân thể có khả năng thừa tái phụ tải. Nhưng rèn thể vốn chính là như thế, cần thiết làm thân thể không ngừng thừa nhận cực hạn, sau đó đột phá cực hạn. Đây mới là rèn thể chân chính áo nghĩa nơi, Tiêu Viêm giờ phút này cần phải làm là như thế. Lôi tương giữa, tối tăm, lôi đình không ngừng lập lòe, nhưng toàn bộ tối tăm lôi tương lúc sáng lúc tối. Bốn phía lôi đình tựa hồ ở điên cuồng bài xích lôi tương giữa bất luận cái gì vật thể, chiều bọn họ chút xuống xé rách. Lôi Bách cùng Tiêu Viêm khoảng cách cũng không phải rất xa, hắn so với Tiêu Viêm có vẻ hơi chút muốn nhẹ nhàng một ít. Bất quá Tiêu Viêm dám tiến vào diệt hư thiên lôi đình chi lực sở ngưng tụ lôi tương giữa tu luyện, đã vượt quá Lôi Bách tưởng tượng. Thân thể cùng bản thân ý chí lực có tuyệt đối quan hệ, cường đại nữa thân thể, con nếu không có đủ kiên định ý chí lực, cũng sẽ dễ dàng tan tác. Ngược lại, mặc dù thân thể không đủ cường đại, nhưng ý chí lực cường đại là có thể trình độ nhất định nâng lên thăng thân thể lực lượng. Tiêu Viêm gào giống thanh ở lôi tương giữa truyền đãng, Lôi Bách khi thì nhìn về phía Tiêu Viêm. Bởi vì hắn cảm giác được có một ít quái dị, quanh mình lôi đình chi lực, tựa hồ càng nhiều hướng tới Tiêu Viêm dũng đi. Rồi sau đó Lôi Bách ngưng thần đi xem, ở lúc sáng lúc tối lôi tương giữa, Lôi Bách thấy được làm hắn cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt một màn. Tiêu Viêm ở tu luyện thân thể trên đường, thân thể không chỉ có bị lôi tương điên cuồng lễ rửa tội khi, chỉ thấy Tiêu Viêm thế nhưng còn há to miệng, trực tiếp nuốt vào lôi tương nhập thể. Lôi Bách cảm thấy một loại chấn động, nhưng hắn cũng không biết được, Tiêu Viêm hiện giờ rèn thể phương thức đã chịu lôi thần cực đại ảnh hưởng, đối với rèn thể một đường, lôi thần chỉ có một thái độ, chính là đủ điên, đủ si, đủ cuồng. Tiêu Viêm ghi nhớ lôi thần chi sư dạy dỗ, bởi vậy hắn tu luyện phương thức thường thường là người khác khó có thể lý giải. Lấy như vậy phương thức tu luyện, nếu là có thể đạt tới cửu tinh đấu thần, khi đó thân thể lực lượng, chỉ sợ ta liền hắn một quyền đều tiếp không dưới đi. Lôi Bách cứng họng nhìn một màn này, bất quá hắn cũng là một cái người thông minh, tuy rằng vô pháp hoàn toàn hiểu ra Tiêu Viêm loại này điên cuồng ý chí lực. Nhưng là như vậy tu luyện phương thức, hắn lập tức lĩnh ngộ, bất quá lại dừng một chút. Nếu là có người ở bên trong này đi tiểu làm sao bây giờ? Đều đến cái này cảnh giới hẳn là sẽ không làm loại này thiếu đạo đức sự. Lôi Bách do dự một chút sau, liền cũng học Tiêu Viêm, bắt đầu há mồm trực tiếp nuốt phục lôi tương nhập thể, để nhất khẩu đi xuống thời điểm, Lôi Bách liền hối hận. Lôi tương cùng bạo thả hỗn độn lôi đình chi lực đó là ở trong cơ thể tứ lược, Lôi Bách áp chế hồi lâu, mới đưa này một ngụm lôi tương sở ẩn chứa lôi đình chi lực hấp thu. Mà làm Lôi Bách hối hận chính là, này lôi tương giữa đích đích xác xác có một cổ nước tiểu tao vị. Lập tức Lôi Bách đó là không có ở như Tiêu Viêm giống nhau, chỉ là đối Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Khó trách ta không có biện pháp trở thành tôn thượng như vậy đại nhân vật. Xem ra chỉ có đại nhân vật mới có thể tu luyện lên không câu nệ tiểu tiết, cách cục vẫn là nhỏ. Lôi Bách cảm thán nói, hắn vẫn là thành thành thật thật dựa vào ngoại lai dũng mãnh và lôi đình chi lực tăng lên. Đối với một bên Tiêu Viêm từng ngụm cắn nuốt lôi tương Tiêu Viêm, chỉ phải là theo không kịp, này trên mặt cũng là lộ ra một mặt ghét bỏ. Đến tột cùng là người nào như vậy thiếu đạo đức? Tiêu Viêm nơi này, trong cơ thể lôi hải lần thứ hai vững bước tăng lên, bản tôn thân thể vô pháp đạt được diệt hư thiên lôi. Đương nhiên này cũng không quan trọng, có nắn mệnh chi thuật, phân thân có được liền đều giống nhau. Tiên ma phân thân ngồi xếp bằng sau một hồi mới là chậm rãi mở mắt ra tới. Tiên ma lão tổ bộ dáng kỳ thật cũng không xấu, chỉ là phía trước bộ dáng hơi hiện chật vật, cùng với bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, thần kinh trở nên điên cuồng, làm bộ dáng cảm giác được dữ tợn. Tiêu Viêm đoạt xá lúc sau, theo khí chất phát sinh sau khi biến hóa, tiên ma phân thân bộ dáng thoạt nhìn là một cái bộ dáng lạnh lùng nam tử, lộng một lộng kiểu tóc, nháy mắt khí chất liền lên đây. Khối này thân thể muốn hoàn toàn chữa trị, chỉ sợ không phải một sớm một chiều sự tình, yêu cầu càng cao phẩm cấp đan dược mới có thể chậm rãi khôi phục. Không thể không nói, khối này thân thể rất cường đại,
Nói không chừng ngày sau tu luyện còn có thể lấy thân thể chi lực đặt chân bất hủ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, giờ phút này đối tiên ma phân thân đã có bước đầu hiểu biết. Đứng dậy, sửa sửa quần áo, Tiêu Viêm không mừng, từ bản tôn nạp giới giữa bay tới áo đen, thay quen thuộc quần áo, thoải mái cảm lập tức đi lên rất nhiều. Tiêu Viêm chậm rãi quần áo, đề đề đai lưng, lại là nhíu mày trong lòng thì thầm, thân thể đều như vậy cường, bất quá nên cường địa phương lại có chút không được như mong muốn, so với bản tôn nhưng kém xa. Tiên ma phân thân làn da thượng còn có rất nhiều Tiêu Viêm xem không hiểu đồ đằng hoa văn. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa đối chúng nó tiến hành thanh trừ, rốt cuộc khối này phân thân ngày sau có lẽ sẽ có trọng dụng. Tiêu Viêm tiên ma phân thân chậm rãi nhìn về phía giữa không trung ngàn trượng lôi ngày, đây là chuyến này cuối cùng mục đích, đạt được Diệt Hư Thiên Lôi. Diệt Hư Thiên Lôi tiền bối, ta lấy dựa theo ngươi theo như lời, ta làm được, hiện tại có không thỉnh ngươi trợ ta giúp một tay. Tiên ma phân thân nhìn giữa không trung ngàn trượng lôi ngày, đó là ngưng trọng ôm quyền chắp tay. Tiên ma phân thân nói âm rơi xuống, giữa không trung thượng ngàn trượng lôi ngày đó là đột nhiên run lên, bốn phía tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Phảng phất một cái chiếm cứ đã lâu núi lớn, bỗng nhiên động thân hình, rút dây động rừng, quanh mình hết thảy đều đã chịu lan đến. Ta có thể phụ tá cùng ngươi, phụ ngươi là chủ, bất quá có một chút ngươi cần thiết đáp ứng cùng ta. Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm truyền ra, nó là thần vật, có cực cao linh trí, càng là có tự mình phán đoán. Tiền bối mời nói, Tiêu Viêm ôm quyền. Ta chờ toàn vì thần hy sinh linh, vô luận sinh tử toàn cùng thần hy mà đi, ngươi về sau sở hành việc toàn không thể trái bối thần hy, cũng tất yếu vì thần hy một trận chiến. Diệt Hư Thiên Lôi chậm rãi nói, nó cũng đúng là bởi vì Tiêu Viêm đề cập vạn năm lúc sau thần hy sẽ bị xâm lấn, mà Tiêu Viêm có hay không nói chuyện, nó trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa bị nó thượng một cái chủ nhân lựa chọn người, này đã đại biểu này năng lực, cũng đạt được Tịch Long tán thành. Làm thần vật, có lẽ nó cũng không cần phụ tá với ai, nhưng hai bên liên thủ, nhất định càng cường. Mặt khác nói có vẻ quá mức đường hoàng, ta biết được, là thế giới này dựng dục ta chờ, ta hiện tại sở hành việc, liền muốn bảo hộ thần hy. Tiên ma phân thân nghiêm túc nói, thanh âm rơi xuống là lúc, Diệt Hư Thiên Lôi đó là từ ngàn trượng nháy mắt sậu xúc. Trăm trượng, mười trượng, thế cho nên lớn bằng bàn tay màu đen lôi tâm. Nó huyền phù ở tiên ma phân thân trước mặt, Tiêu Viêm không có do dự, trực tiếp mở miệng, Diệt Hư Thiên Lôi đó là lực vào tiên ma phân thân trong cơ thể. Tức khắc gian, toàn bộ phân thân đột nhiên run lên, bốn phía lôi tương đó là bắt đầu sao động. Cường đại lôi đình chi lực đó là hướng tới tiên ma phân thân hội tụ mà đến, làm khối này trước mắt vết thương thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, hơi thở cũng là không ngừng bò lên. Chỉ tiếc, tiên ma phân thân trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, chữa trị kinh mạch cùng nguyên khí hải cơ hồ không có khả năng. Bởi vì từ kinh mạch cùng nguyên khí hải xem ra, hủy diệt chúng nó, tựa hồ chính là tiên ma lão tổ bản tôn. Đến nỗi tiên ma lão tổ vì sao như thế đi làm, Tiêu Viêm cũng có đơn giản suy đoán, hẳn là vây ở chỗ này sau một hồi. Tịch Long đối trên người hắn hạ cấm chế, Diệt Hư Thiên Lôi lại đối hắn không ngừng tra tấn, hắn đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Phế bỏ chính mình kinh mạch cùng nguyên khí hải, đó là đã chuẩn bị tốt chính mình ngã xuống lúc sau hóa thành ma thi, hơn nữa có thể lấy như vậy phương thức tồn tại càng lâu thời gian. Nhưng tiên ma lão tổ lại là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình không chỉ có không chết, còn dần dần lĩnh ngộ rèn thể chi đạo, ở Diệt Hư Thiên Lôi một lần lại một lần muốn mạt diệt hắn. Lại không có tiêu diệt hắn thời điểm, thân thể cũng là càng ngày càng cường, thế cho nên đến cuối cùng, Diệt Hư Thiên Lôi chỉ có thể đối hắn tiến hành áp chế, rất khó ở phá hủy với hắn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có tiên ma lão tổ phía trước kế hoạch, hắn căn cứ chính mình có thể có được chạy ra sinh thiên cơ hội. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, cần thiết lưu người sống, hắn mới có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng không ngờ kế hoạch bên trong, Tiêu Viêm đó là trở thành hắn ngoài ý liệu, không chỉ có không có làm hắn kế hoạch thất bại, lại còn có làm hắn vô pháp biến thành ma thi. Tiên ma lão tổ đã đánh hảo bàn tính, chuyến này nếu là hắn có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ cô đọng đại lượng thần hy người biến thành hắn ma thi con rối, do đó trở thành thần hy khó giải quyết tồn tại. Nhưng kế hoạch trước sau là kế hoạch, ngoài ý muốn luôn là vô pháp ở kế hoạch giữa, tiên ma lão tổ cho đến linh hồn bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Hắn cũng không có minh bạch, một cái kẻ hèn năm sao đấu thần là như thế nào làm được. Bất quá Tiêu Viêm đối với tiên ma phân thân trong cơ thể đoạn rớt kinh mạch cùng hoàn toàn phế bỏ nguyên khí hải cũng không có cảm thấy tiếc hận, ngược lại, Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Diệt Hư Thiên Lôi dũng mãnh vào tiên ma phân thân trong cơ thể một cái chớp mắt, cái loại này bàng bạc lôi đình chi lực chảy xuôi ở khắp người. Không biết có phải hay không không có kinh mạch duyên cớ, này đó lôi đình chi lực đó là trở thành tiên ma phân thân lôi đình kinh mạch. Trong nháy mắt, khiến cho tiên ma phân thân thân thể lực lượng càng thêm cường hãn, Tiêu Viêm giờ phút này cũng nháy mắt minh bạch. Vì sao tiên ma lão tổ lực lượng sẽ như thế cường hãn? Bởi vì thân thể hoàn toàn bị hắn cải tạo, tựa hồ chính là chuyên môn dùng để tồn trữ lôi đình chi lực vật chứa giống nhau. Hắn phía trước sở hữu lực lượng, kỳ thật trừ bỏ hắn bản thân thân thể ở ngoài, càng nhiều đó là đến từ chính Diệt Hư Thiên Lôi lôi đình chi lực. Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng so lôi bách trong cơ thể Trảm Linh Thật Lôi càng cường, này đảo không phải bởi vì xếp hạng vấn đề, mà là bởi vì Diệt Hư Thiên Lôi tiền chủ nhân Tịch Long chính là một người bất hủ cường giả, cho nên Diệt Hư Thiên Lôi càng cường một phân,
Tiên ma lão tổ đó là mượn này chi lực mới có thể như thế cường đại. Ta ra đời với hư vô bên trong, nhưng lại tên là Diệt Hư, bởi vì ta lực lượng như Diệt Hư không, liền một chữ, uy lực nổ mạnh. Diệt Hư thiên lôi thanh âm ở tiên ma phân thân trong cơ thể truyền ra, có một loại lão giả kể ra tự thân năng lực cảm giác. Bốn chữ, Tiêu Viêm thật cẩn thận dặn dò nói, nhưng lại không nghĩ đánh gãy Diệt Hư thiên lôi lúc này trạng thái. Ngươi muốn kế thừa lực lượng của ta, yêu cầu càng cường đại thân thể, nếu không vận dụng lực lượng của ta, sẽ làm ngươi giết địch 300 tự tổn hại 3000. Chỉ có cường đại thân thể làm nội hạch, mới vừa rồi có thể ở trong chiến đấu chân chính vận dụng lực lượng của ta. Diệt Hư thiên lôi tựa hồ không có chú ý Tiêu Viêm lời nói, đương nhiên cũng có thể là tránh cho xấu hổ, cố ý làm bộ không nghe được. Ở ngươi trong cơ thể đã ngưng tụ Diệt Hư lôi mạch, tổng cộng 108 mạch, khối này thân thể đáy không tồi. Ta nhưng vì ngươi khai ra 10 mạch, chỉ có như vậy có lẽ ở trong chiến đấu sở chịu phản phệ càng tiểu một ít. Diệt Hư thiên lôi nói, Tiêu Viêm nhắm mắt, cảm thụ tiên ma phân thân trong cơ thể Diệt Hư lôi mạch, chỉ có 10 điều lôi mạch có lôi đình chảy xuôi, còn lại kinh mạch toàn bộ bế tắc. Đảo không phải vô pháp toàn bộ mở ra, mà là Diệt Hư thiên lôi vì bảo hộ này thân thể, cố ý đem đại lượng kinh mạch bế tắc. Tránh cho ở trong chiến đấu, diệt sát địch nhân không quan trọng, đem chính mình cùng tiêu diệt, kia đã có thể không hảo chơi. Ta yêu cầu hiểu ra chút cái gì sao? Diệt Hư thiên lôi nói xong, đó là không tiếng vang, cái này làm cho Tiêu Viêm có một ít ngoài ý muốn. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệt Hư thiên lôi thanh âm vang lên, nghe tới tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn, Tiêu Viêm trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm đến tục cùng là ai phụng ai là chủ. Tỷ như thế nào sử dụng lôi đình chi lực, hoặc là có cái gì cấm kỵ? Tiêu Viêm thử tính hỏi, không nghĩ tới Diệt Hư thiên lôi tính tình cùng nó tên giống nhau đại. Như thế nào sử dụng? Làm liền xong rồi, không có gì cấm kỵ, hoặc là ngươi chết, hoặc là địch nhân chết, liền đơn giản như vậy. Diệt Hư thiên lôi ngữ khí dồn dập, có vẻ có chút không kiên nhẫn, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bất quá không ngại, rốt cuộc cũng có thể lý giải. Đã từng Diệt Hư thiên lôi chủ nhân chính là Bất Hủ, loại này mãnh liệt trên lệch cảm, nhiều ít có chút cảm xúc cũng là có thể lý giải. Tiên ma phân thân ngồi xếp bằng giữa không trung, Tiêu Viêm nhắm mắt, không có lại đi dò hỏi Diệt Hư thiên lôi, mà là tự tin cảm thụ được thân thể giữa Diệt Hư thiên lôi lực lượng. Tiêu Viêm vốn định cũng làm tiên ma phân thân tiến vào lôi tương giữa rèn thể, nhưng cẩn thận châm trước lúc sau, đó là lựa chọn từ bỏ. Tiên ma phân thân lực lượng cơ thể đã ở lôi tương giữa lễ rửa tội muôn đời, giờ phút này lôi tương đối với tiên ma phân thân tăng lên có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa hiện giờ tiên ma phân thân trạng thái cũng không tốt, yêu cầu thời gian dài điều chỉnh, bất quá cũng may Tiêu Viêm bản thân chính là luyện dược sư. Tiên ma phân thân tình huống so Tiêu Viêm tưởng tượng còn muốn không xong, nếu đem thân thể hình dung thành một cái cung điện. Hiện tại cái này cung điện chỉ còn lại có đại lương, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, lấy hiện giờ Tiêu Viêm trong tay sở có được đan phương cũng là khó có thể làm được. Chỉ sợ nếu muốn chữa trị tiên ma phân thân yêu cầu đi tìm càng cường đại đan phương, luyện chế phẩm cấp càng cao đan dược mới được. Hiện giờ tiên ma phân thân cơ hồ không thể đơn độc tác chiến, có lẽ chỉ có dùng nắn mệnh chi thuật cùng bản tôn dung hợp mới có thể miễn cưỡng xuất chiến. Bất quá nếu không phải khẩn cấp tình huống, ít nhất phải đợi tiên ma phân thân khí huyết khôi phục gần nửa ở tham dự chiến đấu càng thêm thích hợp một ít. Tuy rằng chỉ là một khối phân thân, nhưng rốt cuộc trở thành phân thân, hơn nữa khối này phân thân căn cơ vẫn là rất cường đại. Mặc dù hiện giờ không hề là Bất Hủ, đã ngã xuống cảnh giới, bất quá từ đáy, như cũ có Bất Hủ sở lưu lại dấu vết. Nếu có một ngày có thể trở thành Bất Hủ, tiên ma phân thân trở thành quá Bất Hủ, có lẽ có thể càng thêm thuận lợi một ít. Bất quá Tiêu Viêm hiện giờ còn không có xa cầu quá có được một khối Bất Hủ phân thân, bởi vì Tiêu Viêm trên thực tế đã có một khối, chỉ là không biết đi nơi nào, tuy rằng chặt đứt liên hệ. Nhưng Tiêu Viêm biết được chính mình nguyên thần phân thân cũng không có bỏ mình, nếu bỏ mình, mặc dù chặt đứt liên hệ, Tiêu Viêm cũng nhất định có thể cảm giác đến. Mà Tiêu Viêm hiện tại càng cần nữa chính là một khối có thể ở lập tức có thể đối Tiêu Viêm có trợ giúp phân thân, tiên ma phân thân miễn cưỡng có thể tạm thời thay thế nguyên thần phân thân chỗ trống. Chỉ là không biết nếu là dùng nắn mệnh chi thuật, dung hợp tiên ma phân thân sau, Tiêu Viêm thân thể lực lượng có thể đạt tới loại nào trình độ. Diệt Hư thiên lôi đạt được so Tiêu Viêm trong tưởng tượng nhẹ nhàng quá nhiều, chưa từng có nhiều khảo nghiệm, nói vậy chân chính khảo nghiệm hẳn là sẽ ở sau này trong chiến đấu thể hiện ra tới. Diệt Hư thiên lôi chỉ mở ra 10 đạo lôi mạch, thuyết minh nó lực lượng chi cường hãn, mặc dù là tiên ma phân thân như vậy lực lượng cơ thể cũng chỉ có thể mở ra 10 đạo, vô pháp tưởng tượng, 108 nói lôi mạch nếu toàn bộ triển khai là cỡ nào uy lực khủng bố. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, lấy hiện tại thân thể chi lực, chỉ sợ 10 đạo lôi mạch đều đã là cực hạn, Tiêu Viêm không dám hy vọng xa vời. Tuy rằng đoạt được tiên ma phân thân, nhưng nên đi lộ, còn phải từng bước một tới, bản tôn tu luyện như cũ không thể rơi xuống. Tiêu Viêm đi vào này rách nát tinh giới bên trong đã có một ít thời gian, cùng lúc đó, hư vô hải trung kia con cực nhanh bách cận đấu đế đại lục phi thuyền. Cũng là còn có vài thập niên thời gian liền đem đến, mà ngay cả như vậy, Tiêu Viêm đều còn không biết, đấu đế đại lục chỉ sợ đem nghênh đón một lần, sau huyết thần giới càng thêm khủng bố địch nhân. Tuy rằng Tiêu Viêm không biết, nhưng cổ thần điện trung thiên cơ các lại là được đến tin tức, nữ hoàng ngồi ở đại điện hoàng tọa thượng.
con trước mặt bày rất nhiều tín điều, này đó đều là toàn bộ thần hy đang ở phát sinh đại sự, phảng phất hết thảy đều quy nạp ở thiên cơ các giữa. Cổ thần điện tác dụng càng thêm rõ ràng, nó giống như là tôn thượng đã từng xếp vào ở thần hy thế giới một con thật lớn đôi mắt. Thấy rõ toàn bộ thế giới đang ở phát sinh hết thảy biến hóa, lớn nhỏ sự vụ đều có quy nạp, đây là ngàn cơ. Nữ hoàng ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng đánh tam hạ, thực mau, một chúng thân ảnh đó là bằng mau tốc độ đi tới đại điện bên trong. Kha Vân cùng với tam thần quân đều là trình diện, trừ bỏ ngũ sư huynh Mai Linh cùng cửu sư đệ Tiêu Viêm không ở, còn lại người đều ở. Các ngươi cửu sư đệ giới uổng có khó, đấu thần liên minh nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ đang ở hỏa tốc chạy tới, lập tức thông chi gần đây Bỉ Ngạn Hoa, nhanh chóng đi trước. Mọi người nghe vậy không có do dự, lập tức chắp tay ôm quyền, sôi nổi bằng mau tốc độ rời đi đại điện, bắt đầu liên hệ khoảng cách đấu đế đại lục gần nhất Bỉ Ngạn Hoa. Hiển nhiên, tôn thượng sở lưu lại thế lực tên là Bỉ Ngạn Hoa, mà nay Bỉ Ngạn Hoa bao trùm trình độ, so trong tưởng tượng lớn hơn nữa càng quảng. Đều không phải là chỉ có đấu thần liên minh có được, mà đấu thần liên minh bên trong sở tồn tại Bỉ Ngạn Hoa bất quá chỉ là một tiểu thốc mà thôi. Đến nỗi này cổ thần bí thế lực đến tột cùng có bao nhiêu quảng, hiện giờ còn vẫn chưa biết được, nhưng cổ thần điện thực lực. Vì sao liền đấu thần liên minh đều như thế kiêng kỵ, thoạt nhìn cũng đều không phải là không có nguyên nhân. Này chi thẩm thấu ở toàn bộ thần hy cường đại thế lực, đến tột cùng trong đó có bao nhiêu cường giả. Chỉ sợ hiện giờ chỉ có cổ thần điện chung, cái này ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nữ nhân biết được. Nữ hoàng hôm nay người mặc tố nhã một ít, một tịch áo bào trắng, chỉ dùng một chi phượng thoa đem động ti bàn lên đỉnh đầu. Tuy rằng lực hiện lười biếng, nhưng trên người như cũ tản ra cái loại này mê người tâm hồn nữ nhân ý nhị. Nàng tay vê một chương mỏng như cánh ve tín điều, mặt trên viết mấy cái chữ to, Bạch Tinh Vũ dục họa đấu đế đại lục, này đó là làm nàng tinh tế như họa mày liễu có một tia động dung. Mới làm hoàn mỹ khuôn mặt có một tia không hoàn mỹ, nhưng loại vẻ mặt này lại có cảm giác gãi đúng chỗ ngứa, tản ra một cổ lại người nghiền ngẫm cảm giác. Tuy rằng ngươi là hắn chuyển thế, bất quá tính tình thượng có lẽ có chút bất đồng, nhưng ở điểm này lại là giống nhau như đúc. Hắn là một cái nhớ tình bạn cũ trọng tình người, thần niệm cũng vô pháp mạt bình hắn phàm tư, ngươi cũng như thế, cho nên ta sẽ tiểu tâm bảo hộ, hắn từng không có ra, nhưng nhà của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo hộ. Nữ hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm, không biết vì sao, trong đầu, nàng tựa hồ đã phai nhạt tôn thượng bảy thành, có tam thành nàng cho hiện tại Tiêu Viêm. Có lẽ thích một người, vô luận kiếp này kiếp trước, đối với nữ hoàng tới nói, hết thảy đều không thể trở lại tại chỗ, nhưng hết thảy tựa hồ lại cũng không có thay đổi. Chỉ vì một chút, nàng tâm chi sở hướng như cũ còn ở, chẳng qua hắn hiện giờ không gọi Cố Chúng Sinh, thay đổi cái tên, hiện giờ hắn kêu Tiêu Viêm. Nhớ tới nhưng thật ra buồn cười, ngươi từng truy tìm ta vạn tái, ta vốn dĩ tuyệt nói chi tâm bước vào bất hủ, mà diệt phàm trần, mà diệt hết thảy tình tố. Ngươi dùng vạn tái đả động cùng ta, hiện tại tựa hồ thân phận chuyển biến một chút, không biết ngươi là cố ý, vẫn là thiên đạo luân hồi. Nữ hoàng lười biếng, trong tay cầm lấy bạch lông tơ bút, nhẹ dính mực nước, khéo tay du tẩu cùng giấy tuyên thành thượng, nàng vẽ ra một bộ người đồ, sau đó lộ ra vừa lòng tươi cười. Ba phần ngươi, năm phần hắn, còn có hai phần đối đãi ngươi yêu ta sau mới có thể vẽ đến ra, ở ngươi đông đảo trí ái giữa, tất có ta một tịch. Nữ hoàng trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, mà nhìn kỹ nàng sở vẽ người trên bản vẽ, bộ dáng giống tựa Tiêu Viêm, như này thần lại không giống. Quần áo cũng không giống, nàng trong lòng đã bắt đầu chậm rãi bị Tiêu Viêm sở chiếm cứ, tôn thượng đang ở phai nhạt. Đối với nữ hoàng mà nói, tôn thượng cũng hảo, Tiêu Viêm cũng thế, bọn họ đều là cùng người, tính tình có lẽ bất đồng, nhưng mệnh lại là vô pháp thay đổi. Hơn nữa Tiêu Viêm so với tôn thượng, càng thêm cũng chính cũng tà, làm này đáng chết mị lực càng thêm lệnh người mê muội. Thực mau, Kha Vân bạo lực mà đến, vội vàng đi vào đại điện, ôm quyền chắp tay. Nữ hoàng nhẹ giọng nói, Kha Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoàng, chậm rãi mở miệng. Khoảng cách gần nhất có hai người, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, bọn họ nơi địa phương khoảng cách đấu đế đại lục so gần, chạy tới đấu đế đại lục nếu là tốc độ cao nhất, vài thập niên liền nhưng đến. Kha Vân nói, đến nỗi chuẩn xác thời gian hắn vô pháp xác định, rốt cuộc cùng phi thuyền tốc độ có tuyệt đối liên quan quan hệ. Lập tức thông chi hai người, vô luận trong tay lấy cái gì chuyện quan trọng, hết thảy buông, bằng mau tốc độ đi trước đấu đế đại lục, đến nỗi Bạch Tinh Vũ, có thể sát tắc sát, không cần lưu người sống. Nữ hoàng ánh mắt từ người họa thượng rời đi, tức khắc ánh mắt trở nên sắc bén thả uy nghiêm, tiếng quát nói. Là, nữ hoàng điện hạ còn cần càng nhiều chi viện sao? Kha Vân lập tức chắp tay thật mạnh ôm quyền. Kẻ hèn một cái Bạch Tinh Vũ, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du tốt xấu cũng là tám đại đấu thần, lấy thực lực của bọn họ. Chớ nói một cái Bạch Tinh Vũ, chỉ sợ bọn họ đại điện hạ tiến đến giống nhau đều có thể chém. Nữ hoàng lạnh lùng nói, Kha Vân dừng một chút sau, đó là không hề nhiều lời, cung kính ôm quyền sau lập tức lui thân rời đi đại điện. Kha Vân dùng cổ thần điện đặc có ngàn cơ truyền tống lệnh, lập tức đối Lôi Bách cùng Võ Thiên Du truyền tống hạ lệnh. Cổ thần điện bí mật còn có rất nhiều, mặc dù Tiêu Viêm cũng không hiểu được, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, cổ thần điện chín vị sư huynh. Bọn họ thực lực có mạnh có yếu, nhưng là chỉ có nữ hoàng biết được, bọn họ mỗi người thân phận đều không đơn giản. Đơn giản tới nói, bọn họ đều là truyền lại đời sau giả,
đương nhiên như đều không phải là bình thường chuyển thế, ngược lại, bọn họ như đều là bất hủ cường giả chuyển thế. Kiếp trước ký ức có khả năng thức tỉnh, nhưng cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, những người này đều là tôn thượng đã từng quan trọng nhất đồng bọn. Vô luận này một đời mạnh yếu, nữ hoàng đều sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Kha Vân ở trong đó là cái ngoại lệ, hắn chính là chín vị giữa, duy nhất thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức giả, bởi vậy thực lực của hắn bò lên tốc độ nhanh nhất, hành sự cũng càng thêm trầm ổn. Tây Hải hư vô, đấu thần liên minh thật lớn phi thuyền đã xuyên qua qua to lớn trùng động, đến ngàn tinh thành, này đi đấu đế đại lục đã gần trong gang tấc. Dựa theo đấu thần liên minh lệnh cấm, ta chờ là không thể đi trước hạ đẳng giới không, Kiếm Thục lẩm bẩm nói. Dọc theo đường đi, Bạch Tinh Vũ chính là bị Kiếm Thục nhắc mãi tâm phiền ý loạn, đến ngàn tinh thành sau, Bạch Tinh Vũ rốt cuộc là không nín được, không tức giận trả lời nói. Nếu đã đến nơi này, cũng không ngại nói cho các ngươi chúng ta chuyến này tiến đến mục đích. Bạch Tinh Vũ chậm rãi mở miệng, Kiếm Thục cùng Võ Chấn nghe vậy, đều là chiều hắn nhìn qua đi. Ta phụng cư nguyên Bạch Phó Minh chủ chi ý, tiến đến treo cổ một người, người này thân phận các ngươi cũng hoàn toàn không xa lạ. Bạch Tinh Vũ nói biểu tình cũng trở nên hơi ngưng trọng. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ, đấu thần liên minh từng xuất động quá 9 vị điện hạ đi trước Hồng Mông Tinh, nhiệm vụ chém giết một người, con mà người này thân phận, đúng là chuyển thế tôn thượng. Lời vừa nói ra, Kiếm Thục cùng Võ Chấn hai người đều trong lòng giật mình, Kiếm Thục tuy rằng kinh hãi, nhưng biểu hiện vẫn là hơi bình đạm, Võ Chấn mặt bộ cơ bắp đó là có chút cứng nở. Kiếm Thục tức khắc ánh mắt híp lại, trong mắt xoay chuyển, lập tức trả lời nói, xác có việc này, bất quá cùng lần này tiến đến giết chết người có cái gì liên hệ sao? Kiếm Thục những lời này dụng ý sâu đậm, bởi vì nàng cũng không biết được Bạch Tinh Vũ có phải hay không ở thử bọn họ. Lại càng không biết hiểu, Võ Chấn có hay không bại lộ bí mật, cho nên lập tức mở miệng tị hiềm. Bạch Tinh Vũ lập tức làm ra một bộ thập phần bí ẩn biểu tình, nhìn Võ Chấn cùng Kiếm Thục hai người, hít sâu một hơi sau, mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Lần này đấu thần liên minh tân tấn cửu điện hạ bị giết, mà bị giết phía trước truyền lại trở về tin tức liền có thể kết luận, tôn thượng chuyển thế cũng không có ở Hồng Mông Tinh bị chém giết, hắn còn sống. Nói xong lúc sau, Kiếm Thục cùng Võ Chấn trên mặt hờ hững, Kiếm Thục lập tức biết chính mình cảm xúc không đúng, lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc vô cùng biểu tình. Võ Chấn nhìn đến Kiếm Thục sau, cũng là vội vàng làm bộ làm tịch, nhưng không thể không nói, kỹ thuật diễn quá mức vụng về. Bất quá Bạch Tinh Vũ càng nhiều ánh mắt đặt ở Kiếm Thục trên người, từ vẻ mặt của hắn thượng xem, hắn tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Tin tức có không tin tưởng, Kiếm Thục ánh mắt tức khắc trở nên ngưng trọng, làm sớm đã biết được Tiêu Viêm tồn tại Kiếm Thục, còn muốn diễn xuất một bộ mới biết được bộ dáng. Thực sự có chút khó xử, đến nỗi một bên Võ Chấn, biểu tình có vẻ càng thêm xấu hổ, cũng may là Bạch Tinh Vũ một quyền chính xác nhìn Kiếm Thục. Thiên chân vạn sắc, Bạch Tinh Vũ nghiêm túc lần thứ hai thật mạnh gật đầu. Đã là như thế, vì đấu thần liên minh, tất yếu đem này diệt sát chi. Kiếm Thục lập tức cũng là gật gật đầu, trong mắt tản mát ra nồng đậm sát ý. Bạch Tinh Vũ đây mới là thở dài một hơi, có thể nói là dọc theo đường đi, Kiếm Thục dò hỏi số lần đã không dưới trăm lần. Đến ngàn tinh thành sau, Bạch Tinh Vũ rốt cuộc là không nín được, đem chân chính mục đích nói cho Kiếm Thục. Nhưng hắn nói cho Kiếm Thục lúc sau, tức khắc gian, Kiếm Thục đó là cho mày lên, không có biện pháp trước tiên thông chi Tiêu Viêm. Mà trước mắt hai bên chiến đấu chỉ sợ là không thể tránh được, như vậy Kiếm Thục tình cảnh liền trở nên thập phần khó khăn. Bạch Tinh Vũ xoay người sang chỗ khác, Kiếm Thục trên người sát ý còn chưa tan đi, nhưng nàng chậm rãi ngẩng đầu, này ánh mắt đặt ở Bạch Tinh Vũ trên người, trong mắt tức khắc hiện lên một mặt sát cơ. Ở vạn yêu đại giới giữa, Tiêu Viêm hoàn toàn làm Kiếm Thục thần phục, Kiếm Thục tim đập hơi gia tốc, trong lòng đã làm tốt tính toán. Một bên Võ Chấn, còn lại là cố ý vô tình đánh giá Kiếm Thục, như vậy ánh mắt có vẻ thập phần quỷ dị. Kiếm Thục lập tức đó là quay đầu đi sao, hung hăng trừng mắt nhìn Võ Chấn liếc mắt một cái. Người sau lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh nhắm mắt lại, thiếu xem không nói, liền sẽ không có bất luận cái gì bại lộ. Đấu thần liên minh phi thuyền xuyên qua ngàn tinh thành, đương đấu thần liên minh phi thuyền xuất hiện tại hạ chờ giới trống không thời điểm. Vô số phi thuyền từ này bên cạnh xẹt qua là lúc, đều là không dám ngẩng đầu đi xem, càng là đối với đấu thần liên minh phi thuyền ôm quyền chắp tay. Bọn họ minh bạch, như vậy một cái quái vật khổng lồ, chính là toàn bộ Tây Hải hư vô đều trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Tin tức thực mau ở ngàn tinh thành thậm chí quanh mình truyền khai, đấu thần liên minh phi thuyền xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại sự tình. Rất nhiều người đó là bắt đầu truy tìm đấu thần liên minh phi thuyền sở đi hướng phương hướng, sau đó tiến hành suy đoán bọn họ tới đây mục đích là cái gì. Đối với Tây Hải hư vô sở hữu sinh linh tới nói, đấu thần liên minh tồn tại liền giống như thần chi giống nhau, không thể xâm phạm. Giơ tay nhấc chân gian càng là có thể dễ dàng mà diệt bất luận cái gì giới không thế lực, bọn họ cường đại là không gì sánh kịp. Mọi người hiện giờ đối đấu thần liên minh là sợ hãi, chính là ở muôn đời phía trước, tôn thượng không có ngã xuống trước đấu thần liên minh, cũng có được cường đại thống trị lực. Như cũ cường đại, mọi người đều là vì này kính sợ, nhưng đều không phải là sợ hãi, bởi vì đấu thần liên minh cường giả thượng thần cũng không sẽ lạm sát. Bọn họ sở xuất hiện nơi tất có manh mối, thậm chí sẽ tham gia giới không chi gian tranh đấu, giữ gìn toàn bộ thần hy thế giới giới không chi gian chế hành.
Lúc ấy đấu thần liên minh giữ gìn vạn giới trật tự, nhưng hôm nay đấu thần liên minh hoàn toàn biến chất, trở nên ô trọc, trở nên tràn ngập hủ bại. Thế giới yêu cầu chính năng lượng, thần hy đang ở sa đọa, hết thảy thoạt nhìn đều lửa xém lông mày. Đối này Tiêu Viêm đã có điều hiểu biết, hắn cũng đã đem việc này coi như trách nhiệm của chính mình, đoạt lại đấu thần liên minh đem này trọng chỉnh, cũng là sắp tới. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm còn không nghĩ tới, nguy hiểm đang ở lấy cực nhanh tốc độ bách cận đấu đế đại lục, đây là Tiêu Viêm nghịch lân, tuyệt đối không thể xâm phạm nơi. Rách nát tinh giới bên trong, giống như tầng tầng mê cung lôi điện, nhất trung tâm thứ thời không giữa, lôi tương giữa lôi bách. Cùng với treo không ngồi xếp bằng nữ võ thần, bọn họ mày đều là đồng thời vừa nhíu, trong tay lập tức xuất hiện một quả ngọc giản, chính phát ra kim quang. Thấy ngọc giản thượng kim quang, hai người sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, bởi vì ngọc giản phát ra kim sắc quang mang, thuyết minh sự tình khẩn cấp tính chính là cấp bậc cao nhất. Hai người ngưng thần, lập tức từ ngọc giản bên trong đọc hủy bỏ tức, lập tức lôi bách thân hình lập tức từ lôi tương bên trong bạo lực mà ra. Nữ võ thần cũng là cơ bản khôi phục, hoàn mỹ tinh tráng thân thể, lần thứ hai rực rỡ lấp lánh, nhưng giờ phút này cũng là cho mày. Bạch Tinh Vũ họa loạn đấu đế đại lục, ta chờ bằng nhanh tốc độ chi viện. Lôi Bách cùng nữ võ thần dị khẩu đồng thanh, hiển nhiên hai người được đến tin tức là nhất trí. Bạch Tinh Vũ, tên này có chút quen thuộc, nhưng một chốc một lát thật đúng là không nhớ tới. Lôi Bách mắt lộ ra suy tư dừng một chút. Đấu thần liên minh nhị điện hạ, thực lực đại khái là ở thất tinh đấu thần, đến nỗi cụ thể là cái gì thực lực này liền không biết. Nữ võ thần trả lời nói, tên này nàng tựa hồ có chút ấn tượng. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Ngọc giản nếu là tản ra kim sắc, đó là làm cho bọn họ không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa là cần phải không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bất quá nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng tiên ma phân thân đột nhiên mở mắt ra tới, nhìn về phía Lôi Bách, Tiêu Viêm đó là rất thanh hỏi, Lôi Bách tiền bối, mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Ai họa loạn cái gì? Tiêu Viêm nguyên bản đắm chìm ở hiểu ra diệt hư thiên lôi bên trong, bất quá bỗng nhiên tựa hồ có cái quen thuộc tên xâm nhập hắn trong tai, lập tức làm hắn thân hình chấn động. Bạch Tinh Vũ, đấu thần liên minh nhị điện hạ, họa loạn một cái tên là đấu đế đại lục giới không, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Lôi Bách nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Viêm, có chút nghi hoặc, rốt cuộc Tiêu Viêm mới vừa rồi thanh âm có chút đại, nghe tới giống ở giống người. Tiêu Viêm bản tôn lập tức đình chỉ tu luyện, lập tức đó là trực tiếp từ lôi tương giữa bạo lực mà ra. Bản tôn cũng hảo, phân thân cũng thế, Tiêu Viêm ánh mắt giữa tức khắc tản mát ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Quả nhiên tới, Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, giết chết huyết bân thiền thời điểm, Tiêu Viêm kỳ thật có đánh cuộc thành phần ở bên trong. Hắn cảm thấy đấu thần liên minh liền tính bởi vì huyết bân thiền trước khi chết hướng điều tra, hẳn là cũng là phái một ít lâu la. Nhưng không ngờ tới, huyết bân thiền chết, đấu thần liên minh thế nhưng sẽ như thế coi trọng, thậm chí phái ra đấu thần liên minh nhị điện hạ. Tiêu Viêm thân hình vừa động, cùng với phân thân cùng, con thậm chí không có đi để ý tới Lôi Bách cùng nữ võ thần. Lập tức đó là trực tiếp lực ra thứ thời không, vốn dĩ muốn lấy lôi tinh mới có thể mở ra không gian, hiện giờ có diệt hư thiên lôi, cấm chế tự nhiên biến mất. Bản tôn cùng tiên ma phân thân từ trong đó bạo lực mà ra. Giờ phút này, bên ngoài Lôi Cơ cùng Đinh Duyệt Hạ Tăng Huy tĩnh chờ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm vừa xuất hiện, đó là mặt lộ vẻ nôn nóng. Tiêu Viêm không khỏi phân trần, lập quát một tiếng. Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt liếc nhau, xem Tiêu Viêm trạng thái, liền biết được nhất định đã xảy ra cái gì đại sự, lập tức lục vào không gian giới tử giữa. Lôi Cơ cũng là biết được nhất định đã xảy ra cái gì, nếu không luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm, sẽ không như thế đại động can qua. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ bằng mau tốc độ lực ra, bất quá đi vào tảng lớn mặt hồ thời điểm, một đạo hắc ảnh đó là chiều bọn họ lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây. Lôi Cơ tức khắc cũng là mày nhăn lại, cái này ma thi nàng ấn tượng khắc sâu, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đủ đối kháng cường đại. Lôi Cơ thân hình đó là về phía trước, trên người lôi đình chi lực tràn ra, tùy theo hướng tới nói, ngươi đi trước, ta tận lực bám trụ hắn. Lôi Cơ thân hình về phía trước dò ra, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên kéo lại Lôi Cơ, tức khắc gian làm Lôi Cơ có chút kinh ngạc. Bất quá không đợi Lôi Cơ nói chuyện, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bọn họ bên cạnh lực ra. Đối mặt cũng là bạo lực mà đến hắc ảnh, đó là một quyền oanh qua đi. Ầm vang một tiếng. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, cũng là một tịch áo đen, nếu không phải Tiêu Viêm ở nàng bên cạnh, nếu không Lôi Cơ đều sẽ nghĩ lầm, mới vừa rồi kia đạo bóng đen chính là Tiêu Viêm. Lôi đình nổ vang, bốn phía càng là vô số lôi đình đều là bị dẫn động dựng lên, tức khắc gian. Hắc lôi nháy mắt bao trùm tiên ma phân thân toàn bộ cánh tay, làm này cánh tay hóa thành màu đen giống nhau. Trước mặt ma thi đồng dạng một quyền oanh ra, hai người nắm tay ở giữa không trung hung hăng va chạm ở cùng nhau. Chỉ thấy cánh tay thượng hắc lôi ở đối kháng giữa, hướng tới hắc ảnh chút xuống mà đi. Đáng giận đến cực điểm, dám đem Tịch Long chủ nhân phân thân coi như con rối, ta há có thể nhịn xuống. Bỗng nhiên, tiên ma phân thân trong cơ thể diệt hư thiên lôi thanh âm nổ vang, tức khắc gian. Bốn phía phong vân đảo cuốn, vô số hắc lôi từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, tất cả hướng tới ma thi oanh tới. Lập tức, ma thi đó là phát ra thống khổ gào giống thanh, chỉ thấy ma xác chết thượng hắc khí, đó là ở hắc lôi oanh kích hạ, đang ở nhanh chóng chốc,
một người nam tử khuôn mặt xuất hiện ở trong đó. Bất quá đãi này đó hắc khí hoàn toàn tan đi lúc sau, Tiêu Viêm đó là đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Ở Diệt Hư Thiên Lôi cường đại lôi đình chi lực hạ, này đó như sâu mọt giống nhau tồn tại ma lực, cũng là cuối cùng bị đuổi đi tiêu diệt. Tiên ma cổ giới sở hữu kẻ xâm lấn, hiện giờ toàn bộ tử vong, không một tồn tại, này đó hắc khí ma lực. Tất nhiên cũng trở thành vật chết, bởi vậy Diệt Hư Thiên Lôi mới có thể đưa bọn họ mà diệt. Bất quá hắc sắc ma lực sau khi biến mất, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, có chút ngoài ý muốn, bởi vì không có Tịch Long thân thể. Duy độc chỉ còn lại có một viên đầu, huyền phù ở giữa không trung, theo ma lực tiêu tán, hắn sinh cơ cũng ở nhanh chóng tiêu tán. Đa tạ, tôn thượng, nay chỉ là Tịch Long một khối phân thân đầu, nói ra lời này sau, trong mắt đó là mất đi quang mang, hoàn toàn trở thành vật chết, Tiêu Viêm cũng là cung kính ôm quyền chắp tay. Yên tâm tiền bối, tiên ma cổ giới thù hận, chúng ta Thần Hy sớm hay muộn sẽ thảo phải về tới. Tiêu Viêm nói, nói xong lúc sau Tiêu Viêm đó là không có do dự, tiếp tục hướng tới bên ngoài lao đi. Mà lúc này, lôi điện bên trong còn có bóng người không ngừng từ ngoại giới tiến vào, bọn họ chỉ nhìn đến ba đạo thân ảnh thô bạo. Khí thế cường đại không người dám trêu chọc, Tiêu Viêm một đường bạo lược, có Diệt Hư Thiên Lôi, đó là trực tiếp phá vỡ nơi này cấm chế, bằng mau tốc độ rời đi. Lôi ngoài điện, Tiêu Viêm làm Đinh Duyệt phóng xuất ra không sợ hào, lập tức đó là làm Đinh Duyệt thi triển tốc độ cao nhất, chạy về Đấu Đế Đại Lục. Tin tức thật giả Tiêu Viêm không biết, nhưng Tiêu Viêm không dám đi đánh cuộc, hơn nữa Đấu Thần Liên Minh trở về. Cũng hoàn toàn là ở Tiêu Viêm dự kiến giữa việc, tuy rằng Huyết Bân Thiền có lẽ chỉ là Đấu Thần Liên Minh bên trong một cái Cửu Trọng Thiên điện hạ. Đối với Cửu Trọng Thiên mà nói, đổi điện hạ loại này thường xuyên sự tình đã chẳng có gì lạ, nhưng không ngờ Đấu Thần Liên Minh lại là dị thường coi trọng. Bởi vậy Tiêu Viêm trong lòng đó là có một ít suy đoán, thân phận của hắn có lẽ đã bại lộ, có thể phái Đấu Thần Liên Minh nhị điện hạ tiến đến. Liền đủ rồi thuyết minh này coi trọng trình độ, bọn họ rõ ràng không phải vì Đấu Đế Đại Lục mà đến, rốt cuộc Đấu Đế Đại Lục đối bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì giá trị đáng nói. Chính là Tiêu Viêm diệt sát Huyết Bân Thiền sau, thân phận bại lộ, phái ra nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, mục tiêu đúng là Tiêu Viêm, cần phải muốn đem Tiêu Viêm chém giết. Không sợ hào hóa thành một sợi khói nhẹ, đó là biến mất ở rách nát tinh giới giữa. Tiêu Viêm cố không được cái gì to lớn hư không gió lốc, hắn hiện tại chỉ nghĩ bằng mau tốc độ trở lại Đấu Đế Đại Lục. Lôi Cơ nhìn Tiêu Viêm giờ phút này bộ dáng, mày liễu hơi nhíu, nàng còn cũng không biết được Tiêu Viêm vì sao sẽ như thế nóng nảy, thậm chí không màng tất cả, hoàn toàn không phải Tiêu Viêm phong cách. Chỉ có phi thuyền phía trên, Tiêu Viêm rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Lôi Cơ cũng là mới chậm rãi mở miệng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, làm ngươi tiếng lòng rối loạn. Đấu Thần Liên Minh đang ở chạy tới nhà của ta không thể làm cho bọn họ động Đấu Đế Đại Lục một chút ít. Tiêu Viêm khi nói chuyện, ánh mắt cũng đang dùng mình, giờ phút này nội tâm đều khó có thể bình phục. Nhưng to lớn hư không gió lốc cũng sẽ không thức thời, Tiêu Viêm bọn họ như cũ vẫn là gặp, bất quá ở Tiêu Viêm mày vừa mới nhíu chặt thời điểm, từng chiếc loại nhỏ phi thuyền nhanh chóng tới gần. Này đó phi thuyền đúng là Sương Vũ Hoa dẫn dắt một chúng, thoạt nhìn bọn họ vẫn luôn đều ở rách nát tinh giới bên ngoài chờ Tiêu Viêm. Bởi vì Sương Vũ Hoa không biết vì sao, tổng cảm thấy Tiêu Viêm cùng những người khác không giống nhau. Cho đến thấy được Không Sợ Hào sau, Sương Vũ Hoa lộ ra mỉm cười, nhưng Không Sợ Hào không có cho bọn hắn cơ hội, đó là lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Làm bọn hắn trước sau đều đuổi không kịp, nếu không phải gặp được to lớn hư không gió lốc, chỉ sợ lấy bọn họ phi thuyền tốc độ, vĩnh viễn đều đuổi không kịp Không Sợ Hào. Huynh đài, thượng chúng ta phi thuyền, mang các ngươi rời đi gió lốc. Sương Vũ Hoa tới gần Không Sợ Hào, bọn họ phi thuyền tứ bình bát ổn, mà Không Sợ Hào còn lại là không ngừng quay cuồng. Tiêu Viêm không có do dự, lập tức mang theo người thượng Sương Vũ Hoa loại nhỏ phi thuyền. Không thể tưởng tượng, không nghĩ tới các ngươi thật sự tồn tại ra tới. Sương Vũ Hoa nhìn Tiêu Viêm, đó là kinh ngạc nói, bất quá lúc này Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, nhưng thật ra không có gì tâm tư cùng Sương Vũ Hoa giao thiệp. Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra 100 vạn thần nguyên khí đan, hiện giờ Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan cũng không khan hiếm, rốt cuộc ở lôi trong điện mấy chàng chiến đấu, vẫn là có chút thu hoạch. Có việc gấp, vọng huynh đài có thể bằng mau tốc độ mang chúng ta đi ra ngoài. Tiêu Viêm không có vô nghĩa, Sương Vũ Hoa nhìn Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng thập phần hiểu chuyện, lập tức hạ lệnh làm phi thuyền tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hiển nhiên Sương Vũ Hoa là cái người thông minh, hắn không có đi qua nhiều đi dò hỏi, đến nỗi phía trước cho Tiêu Viêm manh mối sự tình. Tiêu Viêm chưa nói, hắn cũng không để, xem Tiêu Viêm sắc mặt, hắn biết được, hiện tại dò hỏi quả thực lỗi thời. Ở Sương Vũ Hoa một chúng loại nhỏ phi thuyền hộ tống hạ, mang theo Tiêu Viêm bọn họ thực mau đó là rời đi gió lốc khu vực, rồi sau đó Tiêu Viêm đó là đối với Sương Vũ Hoa thật mạnh ôm quyền. Đa tạ huynh đài, đãi ta giải quyết xong việc gấp, chắc chắn lại đến nơi này, vô luận ngươi manh mối hay không chân thật, ngươi bất luận cái gì thỉnh cầu ta đều sẽ đáp ứng cùng ngươi. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, Sương Vũ Hoa là cái minh bạch người, ở Tiêu Viêm nhất tâm phiền ý loạn hết sức, hắn là toàn tâm toàn ý trợ giúp Tiêu Viêm. Đương nhiên, hắn trừ bỏ là kiên kỵ Tiêu Viêm thực lực ở ngoài, hắn cũng biết được, hiện tại bất luận cái gì cưỡng cầu đều không thể thành công, chi bằng làm Tiêu Viêm thiếu hạ hắn ân tình này. Huynh đài nghiêm trọng, ta chờ có duyên gặp lại liền hảo.
nhưng thật ra có một chuyện hy vọng huynh đài báo cho. Rời đi hết sức, Sương Vũ Hoa vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Sương Vũ Hoa nhìn Tiêu Viêm không có cự tuyệt, đó là tiếp tục mở miệng hỏi, huynh đài có không đạt được kia trong truyền thuyết Lôi Đình Chi Tâm Diệt Hư Thiên Lôi. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 16 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.